Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc của thành phố Tam Điệp tích cực triển khai thực hiện với những việc làm thiết thực cụ thể, đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đã đề ra. Quang Sơn là xã đầu tiên của thành phố Tam Điệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Có được kết quả này, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thể hiện rõ nhất ở việc huy động các nguồn lực trong nhân dân để triển khai các tiêu chí. Chúng tôi triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt tập trung vào giải pháp rất là cụ thể, từng thôn, từng lĩnh vực, có cái thời gian, có cái lộ trình trọng tâm trọng điểm, cái gì cần trước mắt, cái gì cần phải lâu dài, và đặc biệt là quan tâm là cái huy động sức dân, cái sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố quyết định. Hoặc là đối với trên xã chúng tôi giao cho ví dụ hội phụ nữ phụ trách tuyến đường hoa, hội nông dân thì phụ trách tuyến đường hoa và cây, đấy, rất là cụ thể. Và đối với các hộ gia đình nhân dân thì giao cho ban công tác mặt trận và hệ thống chính trị ở thôn là chỉ rõ từng gia đình chỉnh trang cái gì mà làm cái gì. Thôn Bãi Sải, xã Quang Sơn giờ đã mang diện mạo khác hẳn so với vài ba năm trước kia. Những tuyến đường chính được bê tông hóa và mở rộng từ 3m lên 7m. Hai bên trồng hoa, cây xanh, nhà văn hóa thôn đã được xây dựng mới. Kết quả này là do chi bộ thôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nhân rộng mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao, từ đó có thêm nguồn lực, đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn. Chi bộ chúng tôi cũng đã họp và cũng đã có những cái nghị quyết cùng với thôn, vận động nhân dân, đặc biệt là các đồng chí trong cái đảng viên là chúng ta phải đi trước trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, những cái hạ tầng cơ sở thôn là chúng ta phải đi trước, từ đó là nhân dân là vào và đồng tình ủng hộ. Chỉnh trang đường làng ngõ xóm, hiến đất là cây cối để làm các cái tuyến đường giao thông chính của trục thôn. Từ năm 2017 đến nay, xã Quang Sơn đã huy động được tổng nguồn lực gần 100 tỷ đồng, trong đó vốn tham gia của nhân dân hơn 35 tỷ đồng, thực hiện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn bộ các tuyến đường chính của xã đều được bê tông hóa, đời sống mọi mặt của các tầng lớp nhân dân không ngừng cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng một năm, giá trị 1 hectare canh tác đạt gần 130 triệu đồng. Xã chỉ còn một số hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Tổ dân phố 1 được Đảng ủy phường Tây Sơn chọn làm điểm trong thực hiện xây dựng mô hình nhà sạch, phố đẹp, văn minh đô thị để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng trong thời gian tới. Để thực hiện thành công, chi bộ tổ dân phố đã xây dựng nghị quyết triển khai, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Bước đầu thì chúng tôi cũng đã xây dựng được những cái tuyến đường hoa của khu dân cư và tuyến đường cờ của đường Hoàng Quốc Việt. Thì trong cái quá trình xây dựng mô hình này, thì tất cả các đảng viên, cán bộ và bà con nhân dân là rất là gương mẫu, tích cực. Thì bên cạnh đấy thì là chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái phong trào là nói không với túi ni lông. Đây là một cái mô hình có thể nói rằng là đang có cái tầm quan trọng đối với lại xã hội, mà được các cấp chính quyền trên rất quan tâm và triển khai rất cụ thể trên khu vực. Được giao nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường và trang trí khu phố, ngoài việc tổ chức dọn vệ sinh hàng ngày, các hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố 1 với bàn tay khéo léo của mình đã tận dụng các phế liệu là hộp, thùng nhựa tạo thành chậu hoa, khu phố trở nên đẹp hơn với các loại hoa nhiều màu sắc. Ở khu dân cư thì ai cũng thích là xanh sạch đẹp. Nhưng mà làm được cái chương trình này cũng rất là khó, bởi vì cũng phải đi vận động từng chị em một. Đấy, khi trước khi họp là phải phổ biến là vệ sinh, là trước hết là bảo vệ môi trường sạch nhà mình. Thì nói chung là chị em rất là nhiệt tình ủng hộ. Thì hội phụ nữ phường cũng bám sát vào cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, thì hội đã triển khai cái mô hình nhà sạch phố đẹp. Thì trên cái cơ sở xây dựng cái mô hình thì hội cũng đã giúp cho chi hội mua các cái xô nhựa đựng rác để đảm bảo được cái vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động chị em thực hiện cái công tác vệ sinh môi trường.
vào cái ngày thứ bảy hàng tuần và ngày 27 hàng tháng để đảm bảo cái công tác vệ sinh môi trường ở tại các khu dân cư đảm bảo xanh sạch và đẹp. Tập thể dục dưỡng sinh đã trở thành thói quen hàng ngày của người cao tuổi tại nhiều tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố Tam Điệp. Để làm được điều này, Hội Người Cao Tuổi các cấp của thành phố đã tích cực vận động, tập hợp hội viên, luyện tập thể dục, nâng cao sức khỏe. Đây cũng là hình thức sinh hoạt góp phần gắn kết hội viên người cao tuổi, sống vui, sống khỏe, kịp thời nắm bắt thông tin, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại các khu dân cư. Thành lập cái câu lạc bộ này thì cũng qua những cái buổi họp thì cũng đưa ra những một số vấn đề để thuyết phục các cụ, thì nói chung các cụ tham gia rất đầy đủ và các cụ cũng tích cực. Hàng ngày cứ 3 giờ cho đến 5 giờ là các cụ tập trung để giao lưu để tập. Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Tam Điệp ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính thiết thực. Đến nay có trên 91% tổ dân phố, thôn, xóm đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm xuống còn 0,85%. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Điệp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa chiếm 94%, có 6 phường được công nhận chuẩn văn minh đô thị, 2 xã Yên Sơn và Đông Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 0,75%. Đây là mục tiêu đòi hỏi sự nỗ lực cao của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Câu chuyện từ sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã Yên Sơn. Cuộc họp giữa lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Yên Sơn với đại diện Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể, bí thư chi bộ các thôn trên địa bàn xã, đánh giá kết quả đạt được, tìm giải pháp khắc phục khó khăn tồn tại trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Một trong những mục tiêu được đặt ra là gắn chặt cuộc vận động với các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ mới, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Là hiện nay chúng tôi đang tập trung là làm hoàn thiện tốt các cái hệ thống đường bê tông ở dưới các thôn. Thứ hai là công tác vệ sinh môi trường thì chúng tôi cũng đã tập trung có kế hoạch xây dựng hàng tháng đối với địa trên địa bàn xã để các thôn thực hiện cái công tác vệ sinh môi trường, công tác đảm bảo cái trật tự đô thị, tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho bà con nhân dân. Thôn Yên Lâm với trên 150 hộ dân thuộc địa bàn khó khăn của xã Yên Sơn thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước cùng sự đóng góp về ngày công và kinh phí của các tầng lớp nhân dân. Từ đầu năm 2020 đến nay, thôn đã làm mới được trên 4 km đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng, nhà văn hóa cũng đã được đầu tư sửa chữa khang trang, thuận tiện cho hội họp và sinh hoạt của nhân dân. Thì với cái góc độ là người dân trong xã thì chúng tôi cảm nhận thấy thì về phía xây dựng là thực sự là người dân là làm chủ. Đấy, huy động sức dân để xây dựng cái cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, ngõ xóm khang trang sạch đẹp đấy, để người dân được hưởng thụ. Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn, địa bàn rộng, trên địa bàn thôn vẫn còn khoảng 400 mét thuộc một số tuyến đường trục chính bằng đá cấp phối đã xuống cấp. Do vậy, huy động các nguồn lực để thi công, nâng cấp đang được cấp ủy, chính quyền thôn đề ra trong thời gian tới. Tiêu chí của chúng tôi là từ ngoài đường lộ cho đến các ngõ xóm là cũng vận động nhân dân là làm đường là phải xanh, sạch, đẹp, sáng. Xanh ở đây là có cây bóng mát, sạch là phải đường bê tông, sáng là có điện thắp sáng. Bây giờ cũng mong rằng là có cái sự đầu tư tiếp về cái chương trình như trước đây là nhà nước và nhân dân cùng làm để hỗ trợ cùng với nhân dân làm nốt cái con đường bê tông hóa cho nó đạt 100%. Thực hiện cuộc vận động, cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn Yên Trung đã tích cực tuyên truyền, vận động đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu và tích cực đóng góp tiền và ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, mua sắm cơ sở vật chất cho khu vui chơi, tập luyện thể dục thể thao, phục vụ nhu cầu tập luyện của nhân dân.
thôn phấn đấu kết thúc năm 2020 sẽ hoàn thành bê tông hóa toàn bộ đường giao thông. Sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, thế là tuyên truyền vận động dân thì không những trong bà con dân và cùng với các doanh nghiệp nhà đóng trên địa bàn đã đóng góp hiện nay đã xây dựng nông thôn kiểu mẫu của thôn Linh Trung ấy là đến nay là tương đối cơ bản. Những kết quả của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của xã Yên Sơn sẽ lan tỏa ra các địa phương khác, là tiền đề để Tam Điệp rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong thời gian tới. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Phần cuối của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin trích giới thiệu một số nội dung chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. 1. Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 2. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. 3. Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách. 4. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan trung ương có thẩm quyền. Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí, quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.